Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm CVEX Cho. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về CVEX cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Cveixol: Hoạt chất: tiêu Tiodoliz phosphate. Dạng bào chế: Dạng dung dịch tiêm. Công dụng và chỉ định: Chỉ định để điều trị cho người trưởng thành bị nhiễm trùng cấu trúc da và vi khuẩn cấp tính. Cách dùng: Thuốc dùng tiêm. Liều dùng: Liều tham khảo 200 mg một ngày. Trong 6 ngày, chỉ dùng theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định. Không sử dụng cho người mẫn cảm với thành phần sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Tác dụng phụ. Buồn nôn, đau đầu và tiêu chảy có thể xảy ra. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm CVEX Cho, đồng thời biết cách sử dụng CVEX Cho, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham